Kính chào quý khán thính giả. Như đã thông báo trên các kênh của Mr. Định rằng, quý khán thính giả từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 sẽ được Mr. Định tặng file giao tiếp tiếng Anh trình độ A1. Vậy thì cuốn sách này học như thế nào và dùng như thế nào thì hôm nay Mr. Định xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng xem video này. Câu hỏi số 1. Cuốn này khác gì so với các cuốn trước? Các cuốn trước đây quý khán thính giả đã sở hữu như 3.000 từ tiếng Anh, 1.500 câu giao tiếp, 100 quy tắc ghép câu dành cho phụ huynh và học sinh, 30 ngày đánh vần, 7 ngày phá đảo 360 động từ bất quy tắc, đều là các cuốn tự học một mình, Individual Self-Study, tức là quý khán thính giả tự học một mình. Còn cuốn giao tiếp tiếng Anh trình độ A1 sắp tới, dành cho học theo nhóm Group Self Study. Quý khán thính giả có thể học cùng bạn bè thân thiết có cùng chí hướng hoặc học cùng con cháu vợ chồng. Dĩ nhiên là sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp từ Mr. Định. Nếu các cuốn sách trước được tách riêng từng khía cạnh kiến thức như từ vựng riêng, ngữ pháp riêng, phát âm riêng, giao tiếp riêng thì cuốn giao tiếp tiếng Anh trình độ A1 lại tổng hợp toàn bộ kiến thức từ vựng, ngữ pháp, phát âm, giao tiếp và bổ sung thêm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Câu hỏi số 2, cuốn sách này có gì? Sách này bao gồm 10 đơn vị bài học là những chủ đề giao tiếp vô cùng thông dụng. Mỗi unit có một trang giới thiệu kèm theo những kỹ năng sẽ học được trong mỗi unit đó. Ví dụ ở unit 1, kỹ năng nghe và nói sẽ học được bao gồm chào hỏi và giới thiệu bản thân cung cấp thông tin cá nhân hỏi thông tin người khác hỏi mượn đồ của người khác và kỹ năng đọc và viết sẽ được học bao gồm đọc bài khóa đơn giản đánh vần tên và địa chỉ điền các tờ đơn đơn giản viết các câu giới thiệu về bản thân hiểu các từ biển báo ký hiệu sau đó chúng ta sẽ đi vào từng kỹ năng cụ thể hơn nữa Cuốn sách này còn có kèm theo một trang check it, có nghĩa là ôn tập. Ở trang này chúng ta sẽ ôn lại từ vựng và các mẫu câu đã học trong bài. Ví dụ, ôn tập bài số 1. Tiếp theo, mỗi bài còn có những bài tập nhỏ hay gọi là mini projects để độc giả thực hành theo nhóm. Tiếp nữa là bốn trang để bổ sung kỹ năng đọc và viết và không thể thiếu bộ video gốc theo sách, độc giả có thể tải về máy tính, điện thoại để nghe mà không cần internet. Các bài tập trong sách đều kèm theo đầy đủ đáp án và phần tape script, kịch bản các phần nghe để độc giả tiện tra cứu khả năng nghe của mình. Câu hỏi số 3, sách sử dụng như thế nào? Cuốn sách gồm 10 unit, tuy nhiên, độc giả có thể lựa chọn học unit nào trước theo nhu cầu tùy thích mà không cần học theo thứ tự. Ví dụ mai tôi đi shopping thì tôi học các bài về shopping 1 và shopping 2. Các unit khác chúng ta học sau. Và mỗi unit độc giả có thể học trong ngày hoặc học trong nhiều ngày tùy theo điều kiện và khả năng của từng người. Câu hỏi số 4, ai sẽ nhận được sách này? Như đã thông báo, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 toàn bộ quý độc giả đã mua bất kỳ cuốn sách nào của Mr. Định kể từ trước tới nay sẽ đều được tặng file sách và tài liệu đi kèm. 5. Độc giả học file sách này sẽ được Mr. Định mời tham dự lớp online miễn phí được tổ chức vào năm 2024. Thông báo cụ thể sẽ được gửi tới độc giả vào năm sau. Trân trọng kính mời độc giả đón đọc và tham gia khóa học. Cuối cùng, phải làm gì sau khi nhận link sách? ngay sau khi nhận link sách do Mr. Định cung cấp. Lưu ý, quý độc giả chỉ truy cập vào link sách do Mr. Định cung cấp, không truy cập vào bất kỳ đường link nào mang mạo danh Mr. Định để tránh bị lừa đảo qua mạng. Sau khi truy cập vào link sách, độc giả nhanh chóng tải file sách về và bắt tay vào nghiên cứu và học tập, để khi được mời tham gia lớp học, chúng ta có thể chủ động giao tiếp. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi. See you again!